Ủa, đi đâu vậy? Mới qua hả? Mới qua có chuyện tính ghé Chuyện gì nữa đây? nói chuyện với anh chơi với lại Chuyện gì nữa không đây? có gì, ghé Bữa qua nay không đi hỏi làm chút hả? chuyện thôi. Có mấy người quen chỗ làm thì họ cũng tưởng em là anh, Nhận đại đi. tưởng em là anh cho nên là Không hỏi gì em đâu, nhận là đại đi. ủa Tâm cái Dễ visa mà, nông nghiệp đại đi. cái gì của chính phủ Úc đó, bỏ rồi hả? Em biết gì đâu mà em trả lời. Thế không ra thì thực ra thì nếu nói bỏ thì chưa có một cái văn bản nào nói là bỏ cả, nhưng mà thực tế thì đã bỏ rồi, cái chương trình viên nông nghiệp này đã bỏ rồi. Ok, thì bây giờ anh ví dụ vậy cũng giống như á là bây giờ đảng tự do của thủ tướng Scott Morrison sau khi bầu cử thì thực sự là đảng tự do không có đắc cử lại, cho nên là những chính sách của đảng tự do về vấn đề chương trình dân nông nghiệp sẽ không còn có giữ giá trị nữa, bởi vì khi đảng lao động lên nắm quyền thì sẽ có một cái phiên bản về chính sách vi dân nghiệp của đảng lao động, bởi vì đảng lao động không có đã ngay từ đầu là không có ủng hộ cái chương trình nông nghiệp của đảng tự do, thì ngay từ đầu nó là như vậy rồi. Bởi vì giống như là em không thích chính sách của anh không thích chính sách của em, nó đơn giản như vậy thôi, bởi vì hai người có hai cái sự suy nghĩ khác nhau, nó đơn giản như vậy rồi. Thì sau khi đảng lao động lên nắm quyền thì họ đã bác bỏ cái chính sách vi dân nghiệp trước đó rồi, thì khi họ lên nắm quyền thì họ sẽ hủy bỏ cái chương trình vi dân nông nghiệp, mặc dầu là họ không có một cái văn bản nào để là nói là hủy bỏ cả, họ chỉ nói bằng miệng thôi, họ nói là họ không có ủng hộ thôi, chứ không có một cái văn bản nào để mà nói là hủy bỏ cái chương trình vi dân nông nghiệp. Nhưng mà chúng ta phải hiểu được rằng là đảng lao động hủy bỏ cái chương trình Đúng rồi. nông nghiệp, chúng ta phải hiểu được cái điều đó, và sẽ có một cái phiên bản mới visa nông nghiệp dành cho 10 quốc gia Thái Bình Dương chứ không còn 10 quốc gia ASEAN. Thì ngay từ đầu Cái là quan trọng mười bảy đi. đảng lao động lên đảng lao động tranh cử thì cũng đã có nói về cái điều này, họ không ủng hộ và họ đã nói về cái chính sách của họ. Thì cho nên đó là khi mà đảng lao động đắc cử lên nắm quyền thì cái chính sách visa nông nghiệp tự động sẽ hủy bỏ, Okay. không còn nữa. Và bên cạnh đó thì những cái gì chính sách của phiên bản visa nông nghiệp của đảng lao động tuyên bố trước khi bầu cử sẽ được làm như vậy, không có một văn bản nào để mà nói rằng là bác bỏ cái visa nông nghiệp. Nhưng mà chúng ta phải tự hiểu là khi đảng lao động lên nắm quyền thì chắc chắn visa nông nghiệp sẽ không còn nữa. Còn chuyện ký kết với Việt Nam, em ký kết với Việt Nam rồi, bây giờ thủ tướng Scott Morrison là đảng tự do ký kết với lại Việt Nam về cái chương trình visa nông nghiệp, bây giờ thử thử hỏi xác định dành cho 10 quốc đảo Thái Bình Dương nhưng mà có thể Việt Nam nữa chứ đâu có ảnh hưởng gì đâu, cho nên ok thì không có hại gì cho đất nước Úc cả, mặc dù ký Việt Nam là không có hại gì cho nước Úc, nó cũng đem lại cái lợi thôi, nhưng mà lỡ ký rồi thì chỉ có Việt Nam mà thôi chứ là không có chín quốc gia ASEAN khác mà chỉ tập trung vào 10 quốc đảo Thái Bình Dương. Mà tại sao á là đảng lao động lại tập trung 10 quốc đảo Thái Bình Dương, bởi vì
báo động cho rằng đảng tự do của thủ tướng Scott Morrison không có quan tâm tới vùng đảng Bình Dương. Và khi không quan tâm thì thành cái Trung Quốc nó thấy vậy nó nhảy vô. Thì bây giờ 10 quốc đảo Thái Bình Dương giống như là thằng sơ mình á, nó thấy Úc không có quan tâm đến đến quốc gia của họ, của nó. Đâm ra bây giờ nó lấy Trung Quốc để chặt Úc. Cái kiểu vậy á, cái kiểu là nó là như vậy á, mình hiểu là như vậy thôi, chứ không có báo chí nào nói về cái điều này cả. Nhưng mà bây giờ em hỏi, anh hỏi em á, bây giờ thằng mười quốc đảo đi ha, rồi anh á nó nói là bây giờ nó cần cái này cần cái kia, anh không có quan tâm tới nó, anh không quan tâm tới cái mười quốc đảo đó. Rồi thì nó tất nhiên anh không quan tâm tới nó là nó cũng bực tức anh rồi, đúng không? Bây giờ em là Trung Quốc, bây giờ nó thấy em, bây giờ nó kết nối với em thấy vậy, em nhảy vô kết nối với mấy mượn đảo đó. Nhưng mượn đảo này tại nó sát nhà anh, mà em tới nhà của mấy thằng mượn đảo này em ký đó, em ở đó, em cho người ở đó rồi bên đó, từ cái thằng sát bên nhà quanh mấy thằng này đó kế bên nhà của anh, em lấy ống nhỏ em nhìn qua nhà của anh hoài, anh đâu có chịu. Em lấy ống nhỏ em nhìn qua nhà của anh hoài, làm sao anh chịu? Cho nên là ok, bây giờ hả, cái anh bị mất chức, người khác lên thế anh thì ok, bổ về cái thằng này để thằng này nó đừng có kết nối với em nữa, nó kết nối lại với anh để nó không có chứa chấp em, anh em đừng có lấy ống nhòm nhìn qua nhà anh, đơn giản vậy thôi. Thì đó, cái người khác lên thì bổ về này, tại sao phải ưu ái mấy thằng này? Bởi vì hàng xóm nó nhiều lúc nó ai biết được nó làm gì, nó phá đá mày sao, có chuyện gì rồi sao, ảnh hưởng tới nhà của anh không có được. Cho nên chính vì vậy tại sao là anh phải cần ưu ái mấy thằng hàng xóm, để hàng xóm đừng có kêu lu manh du côn hay gì đó, rồi tới nhà nó rồi lại nhìn qua nhà anh là phá đá nhà anh, phá nhà anh khi anh không có ở nhà, hay là anh không có, anh sơ hở hay là quên đóng cửa hay là không có nhà gì đó, rồi kêu gì đó vô côn vô đồ gì đó rồi qua nhà anh rồi quậy phá nhà anh thì sao? Tất nhiên là anh phải là muốn cho anh yên ổn, muốn làm được thì phải bổ về này, đừng có chứa chấp cái đó, chứa chấp những cái người mà anh không thích, ví dụ vậy. Đó là những cái gì mà nó đơn giản, mình dễ hiểu thôi, rất là đơn giản dễ hiểu. Thì chính vì vậy tại sao là ưu ái mượn đã tới Bình Dương. Còn riêng về vấn đề Việt Nam thì bây giờ ok, đã lỡ ký kết rồi thì thôi cứ để đi, chừng nào phát triển cái này thì ok cho Việt Nam vô luôn, vậy thôi. Vấn đề là thời gian thôi, giờ trước mắt là giải quyết mượn này cho nó yên cái nhà cái đã, rồi sau khi đã mọi thứ nó ok hết rồi, bây giờ ok rồi thì bây giờ cấp cho này ok, lỡ cấp Việt Nam, cấp Việt Nam cũng đâu có ảnh hưởng gì đâu, cũng có lợi thôi mà, đâu có ảnh hưởng gì đâu. Rồi những quốc gia khác thì tính sau. Thì đó là những cái gì mà báo chí họ đưa ra thì mình đọc báo thì mình hiểu được những cái thông tin này. Khi mà hiểu được những cái thông tin này thì ok, thì mình hiểu đó là sự việc như vậy thôi. Cái đó là giữa anh nói chuyện với em thôi, chứ không có báo chí nào nói là thằng này đi qua bên nhà mời này rồi lấy nhòm nhìn đâu, không có đâu nha. Cái này chỉ anh nói chuyện với em vậy thôi. Còn cái chuyện mà mình hiểu nhau như vậy để mình biết được là cái sự việc nó đang là như vậy. Em hiểu chưa? Em hiểu vấn đề chưa? Còn á, là visa nông nghiệp á, là mặc dầu không có mở miệng là nói hủy bỏ, nhưng mà chúng ta phải tự hiểu là khi chính sách của một cái đảng này hết rồi, thì tất nhiên những cái chính sách giống như là bây giờ em tính đi cái con đường này, đúng không? Em tính đi cái con đường bên tay phải, nhưng mà khi anh đi lên, anh không tính con đường bên tay phải với em, anh đi qua bên tay trái. Mặc dù anh không nói là anh không đi bên phải, nhưng mà anh đi bên tay trái là em phải tự hiểu là anh không thích đi bên tay phải, anh chỉ muốn đi bên tay trái mà thôi. Mặc dù không có văn bản nào anh nói anh phải ký một cái tờ giấy nói tôi không có thích đi bên tay phải, tôi thích đi bên tay trái, tôi không phải. Không cần, tôi đi cây trái là tất cả mọi người đều hiểu là tôi không thích bên đi tay phải thôi, tôi chỉ muốn đi bên tay trái thôi, em có tự hiểu. Cho nên là
chúng ta không có, mình không có biết được là cái visa doanh nghiệp sẽ không có không có một cái bằng bản để nó được hủy bỏ cả. Nhưng mà thật sự đã một con rồi và sẽ cũng chỉ sẽ cấp cho 14 quốc gia thành viên mà thôi. Cho nên là cái vấn đề ở đây là em phải hiểu là tại sao phải làm cho Thái Bình Dương, bởi vì cái lý do nó là gì? Bởi vì không muốn cái thằng Trung Quốc dòm nó tới một đảng dương là lấy ống dòm nhìn vô nhà, không muốn. Tại vì nó biết được Trung Quốc mà, nó biết được nó làm gì. Cho nên là cái quan trọng hiện tại là vỗ về này. Còn cái chuyện của Việt Nam thì khi cái thằng này nó ổn định rồi thì tất nhiên cho thằng này rồi sẽ cho luôn cả Việt Nam, vậy thôi, đơn giản. Bây giờ cái quan tâm của những người, của cái chương trình nông visa phiên bản của nông nghiệp là gì? Những cái yêu cầu, những cái chính sách ưu đãi cho người công nhân chúng ta biết rồi. Nhưng mà cái quan trọng là cái yêu cầu gì khi tuyển chọn một người công nhân? Cho nên là cái quan tâm là chúng ta từ giờ trở đi, sau khi mà ổn định hết những ông hàng xóm này rồi, thì sẽ có những cái chính sách để bắt đầu tuyển chọn công dân từ 10 quốc đảo thánh dưỡng qua. Thì mình phải hiểu được, mình biết được những chính sách mới để mà tuyển chọn, những chính sách gì của đảng lao động tuyển chọn công nhân qua làm việc. Bởi vì chúng ta bây giờ mình cũng chỉ mới biết là 18 đến 45 tuổi thôi, sau này có thay đổi hay không? Mình không biết. Nhưng mà đó là cái câu chuyện của quốc gia. Thì ok, thì anh giải thích về là em hiểu rồi gì, đúng không? Rồi, nếu mà ai có thắc mắc cái gì thì ấy gì thì cứ trả lời như vậy. Thì thực sự nó cũng là như vậy thôi. Còn bây giờ hỏi khi nào cho Việt Nam, em chỉ cần nói một câu là không biết. Đơn giản vậy thôi, em chỉ cần nói một câu là em không biết. Tại vì cái đó thì nha, tới tháng 7 thôi. Còn vấn đề mà em cảm thấy em trả lời được thì em cứ nói thì kiếm anh Tâm á. Em phải là anh Tâm, cứ nói thẳng. Tại đôi khi là em muốn nhận làm anh mà, tại em muốn nhận làm anh. Cho nên là em ok, nhưng mà thật sự em không biết gì sẽ trả lời. Đó, thì đó, cái đó là những cái gì mà anh muốn nói với em. Đó, thì thí dụ như ai có hỏi gì em thì em cứ trả lời vậy. Ok. Được chưa? Ok. Thôi thì anh giải thích vậy thì em cũng cảm ơn anh rồi. Cũng hiểu. Nào giờ đâu có coi tiếp cái gì đâu mà biết. Có lại biết, trả lời luôn đi, trả lời đại vậy đó. Người ta hỏi rồi mà không có biết chút, gì hết trơn á, không có sao trả lời. Rồi chính vì vậy thì thôi, để cái gì có ai hỏi á thì em sẽ trả lời. Trả lời ok thì lại dạy về dạy ha, cũng đơn giản thôi mà. Rồi em có phải là giả mạo anh hay cái gì đó đâu, chẳng qua là tại vì người ta tưởng em là anh, thành ra người ta cứ hỏi rồi sẵn dịp đó rồi cũng luôn rồi uống cà phê rồi tháo gì đi. Em đi công chuyện chút rồi lát cái gì chiều tối okay, alo tối, anh vậy đi anh em mình ra chơi chiều rảnh có ở nhà em mua thùng bia qua rảnh có ha, bia ra anh có ha. Không cần thiết phải mua đâu, chiều tối ạ, chỉ qua chơi là được rồi, đừng có sầm sàm đó bạn, chiều gặp.